Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ trả hỏi anh em mình thôi thì anh em có làm gì lạ thường đâu, ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay là phần tiếp theo bài tin mừng hôm qua. Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ phải đi xa hơn lề luật. Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Con thay, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi đó là điều gì mà cứ tâm trí bình thường của con người là khó có thể chấp nhận lý do nào để hiểu và có thể chấp nhận điều này chỉ có một điều vì tất cả chúng ta đều là anh em con một cha trên trời thiên chúa đã yêu thương tất cả chúng ta kể cả những ai mà chúng ta coi là kẻ thù trong cuộc sống của mình họ cũng là con của thiên chúa Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt Và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính Có những câu hỏi dằn vặt các Kitô tô hữu Những người sống tốt lành thánh thiện rằng Tại sao sự ác vẫn tồn tại nếu Thiên Chúa là đấng yêu thương? Tại sao vẫn cứ còn những bất công gian trá trong xã hội? Những kẻ nghèo hèn, những người cô thế cô thân vẫn bị loại trừ bị đàn áp giữa xã hội. Thật khó trả lời đầy đủ tất cả những điều này một cách hợp lý. Nhưng hãy nhìn lên Chúa Giêsu, đấng vô tội lại phải chết tức tưởi với một bản án bất công giữa những tên sát nhân cuồng dại. Hãy nhớ đến các vị thánh tử đạo can trường sống và chết cho đức tin. Hãy nhớ đến các vị thánh chân phúc Họ có một đời sống hy sinh phi thường vì tình yêu Thiên Chúa. Như đấng đáng kính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, 13 năm tù và cải tạo trong chế độ cộng sản tại Việt Nam chúng ta. Hóa ra, Thiên Chúa của chúng ta cho mặt trời vẫn mọc lên, soi sáng cho tất cả, cả những kẻ xấu và kẻ tốt, và mưa cũng y như vậy. Người yêu thương và chờ đợi, Ngài muốn tất cả chúng ta trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Lệnh Chúa Giêsu trở nên hoàn thiện như Cha là một lời mời gọi nghiêm túc của Thiên Chúa. Như lời của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Năng trong thư gửi các linh mục nhân lễ Thánh Tâm năm nay, đang có một lối sống tối thiểu trong xã hội đối với các Kitô hữu và cả các linh mục Người ta sống tối thiểu nhưng đòi hưởng lợi tối đa. Kỳ Tô Hữu muốn hưởng hạnh phúc thiên đàng nhưng hy sinh phải tối thiểu. Muốn được nên thánh nhưng lại muốn đi con đường bằng phẳng, nhẹ nhàng, nhung lụa. Thật kỳ lạ phải không? Nguyện xin Chúa thương xót chúng con không còn phải bằng các lý luận về tình yêu nhưng là thực hành tình yêu giữa trần gian. Dù có phải thương cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ, chúng con vẫn xin yêu cho đến cùng amen